áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi, how are you, Miss again? I'm very happy to see you in this video. Chào em, lại là cô Hoa đây, rất vui được trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm về phần từ vựng của Unit 7, World Population. Đây là một cái bài mà có thể nói là về phần từ vựng cũng như ngữ pháp rất là hay của Unit 7 chúng mình nhé. Vâng, và cô rất là mong là sau khi học chúng mình sẽ làm sao ạ? Please try your best to remember the new words or new phrases, okay? Và rất là mong là sau khi chữ bài tập này chúng mình lại có thêm một lần nữa để chúng ta nhớ thêm phần từ vựng và cấu trúc, okay? So be hardworking, that's the best way, is that right? So now let's get started, chúng ta cùng bắt đầu các em nhé. Câu 1 nào. Like many other baby birds, ducklings are blind birds. Vâng, like ở đây các bạn dịch cho qua là không phải dịch là thích đâu. Chúng ta dịch là thích khi từ like nó là một động từ. Và like ở đây nó đóng vai trò là một giới từ các bạn nhé. Các ghi giúp cho qua này. Like có nghĩa là như là. Các ghi đạo. Phẩy giống như. Giống như nhiều loài, giống như những con chim con khác. Vâng, thì các loài vịt thì bị mù lúc sinh ra các bạn ạ. Vâng, loài chim với cả loài vịt nó như vậy các bạn nhé. Xong mãi mãi nó mới nhìn thấy được đấy các bạn ạ. Không phải như chúng ta đâu. Ok, vậy câu 1 của chúng ta sẽ là vào lúc sinh các bạn dùng cho qua giới từ at birth. Okay, so number one is B. Number two, like food has stunted his growth. Vâng ạ, cái sự thiếu thức ăn đã kiềm hãm cái sự phát triển của anh ấy. Anh ghi giúp cô này, stunt có nghĩa là kiềm chế, kiềm hãm lại. Được chưa? Vâng, và các bạn ạ, từ like ở đây đóng vai trò là một danh từ. Và thiếu thốn cái gì đấy? Vâng, chúng ta sẽ có cấu trúc là like. Bạn nhớ cho qua nhá, lack of là sự thiếu cái gì đó. Thì cái từ này là một danh từ này. Tuy nhiên, nếu như vẫn là cái từ này nhưng cô biến nó thành một động từ thì các bạn chỉ ghi cho qua là lack something, tức là thiếu cái gì đó thôi nhá. Thế còn tính từ các bạn cũng sẽ dùng cho qua là to be lack of. Nhớ chưa? Tóm lại là gì? Danh từ và tính từ đều là giới từ of nhá. Còn động từ thì chỉ là something mà thôi. Nhớ chưa? Ok, so number 2 is A. Qua mời chúng mình làm cho cô câu số 3 nhé. Nigeria has a population nearly 100 million. Nigeria đã có dân số là gần 100 triệu dân các bạn ạ. Ok, đây là đất nước rất là nghèo phải không các bạn? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dùng giới từ gì đây các bạn? Quan ghi cấu trúc đầy đủ cho qua nhé. Have, to have a population of. Vâng, have a population of. Câu trúc này có nghĩa là gì ạ? Có dân số bao nhiêu nhá. Vậy câu số 3 của chúng ta sẽ phải là C of. Ok, now number 4. The rapid growth of populations led to an acreage of housing. Lead to, let chính là quá khứ của động từ lead. Lead to, đi về giới to, dịch là dẫn đến. Vâng ạ, sự tăng trưởng nhanh chóng của dân số đã dẫn đến sự thiếu nhà ở. Đúng không? Dân số đông quá thì nhà không kịp xây nữa, đúng không? Rồi, vậy câu số 4 của chúng ta sẽ cần một từ danh từ ở đây. Bởi vì chúng ta có từ acute là tính từ. Vậy sau tính từ phải là danh từ. Và danh từ của chúng ta sẽ là shortage. Shortage có nghĩa là sự thiếu thốn nhá. Vậy câu 4 của chúng ta sẽ phải là đi đó các bạn nhé. Rồi, number 5 please. The population of the world is growing at a dangerous. Dân số thế giới đang tăng trưởng với cái gì đó rất nguy hiểm mà các bạn. Với cái gì đó? Vâng, chúng mình cùng xem nhá. Amount có nghĩa là lượng. Rate tỷ lệ. Figure con số. Way là cách. Vậy chúng ta phải nói là gì ạ? Với một tỷ lệ rất là nguy hiểm, phải không ạ? Vâng. Vậy câu 5 của chúng ta sẽ là B. Rate. Ok, tỷ lệ các bạn nhé. Đơn giản chỉ nói là từ vựng thôi, nó chỉ là từ vựng thôi nha. Không nhớ từ vựng thì không thể làm được, các bạn phải học ở trong cái phần mà tổng hợp các từ vựng nhá, sau đó luyện tập bài tập nhá. So now number 6 please. 1/3 of the world population, 2/3 of the world resource. Vâng, 1/3 tức là gì ạ? 1/3 đúng không? Rồi, 1/3 dân số thế giới, cái gì đó, 2/3 các nguồn
của thế giới. Mình hiểu đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên đấy các bạn ạ. Nhá. Rồi, vậy câu 6 của chúng ta sẽ dùng từ gì đây? 1/3 dân số thế giới tiêu thụ 2/3 nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ôi, rất là nhiều phải không ạ? Vâng. Vậy chúng ta sẽ cần một gì? Một động từ đây. Nhá. Rồi, và nhớ trước qua là động từ của chúng ta là 1/3 thì lúc đó nếu chủ ngữ là một nếu chủ ngữ là một con số thì lúc đó động từ chúng ta phải chia số ít. Đó là nguyên tắc các bạn nhé. Vậy chúng ta cần một động từ số ít ở đây đúng không? Chúng ta có từ nào là từ tiêu thụ ạ? Vâng, từ see consumes. Consumes có nghĩa là tiêu thụ. Vậy câu 6 của chúng ta sẽ là see các bạn nhé. Các nghĩa giúp câu này. Drain. Drain có nghĩa là gì ạ? Tháo nước, rút nước ạ. Vâng. Hoặc có thể gì ạ? Làm cho khô cằn. Absorb. Absorb nghĩa là hút. Support. Hỗ trợ. Toàn từ vựng trong sách của chúng ta thôi. Number 7 please. Better health care and agriculture have led to rapid population. Qua câu này qua dịch như sau ạ? Sự làm sao? Sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nền nông nghiệp đã dẫn đến sự phát triển dân số nhanh chóng. Đúng không ạ? Vâng, vậy câu 7 chúng ta sẽ cần một danh từ ở đây. Danh từ ở đây. Và chúng ta có một collocation. Chúng ta có một cái cấu trúc như sau ạ. Đó là population growing. Population growth có nghĩa là sự tăng trưởng về dân số. Nhá, đó là cấu trúc rồi thì cô chỉ là người nhắc lại trợ giúp chúng mình thôi. Vậy câu số 7 của chúng ta sẽ là đi đó các bạn nhé. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số 8 nào. Câu số 8 nhé. Pressure on natural resource will as we face a population explosion. Chúng ta có từ population explosion có nghĩa là gì ạ? Sự bùng nổ dân số. Các bạn ghi đi ạ, sự bùng nổ dân số. Pressure có nghĩa là gì ạ? Áp lực, đúng không ạ? Áp lực với cái nguồn tài nguyên sẽ gì đấy? Vì chúng khi, hoặc là khi cũng được, khi chúng ta đối mặt với sự bùng nổ dân số, tức là dân số nó phát triển quá là chóng mặt đấy các bạn. Vâng, vậy thì câu 8 chúng ta sẽ cần loại từ gì ở đây? Will thì đằng sau phải là động từ, có đúng không ạ? Động từ đây nhá. Rồi, ta ghi giúp câu này. Increase là tăng, nghĩa là tăng ạ. Decrease, giảm. Decline, giảm. Raise có nghĩa là ví dụ raise your hand giơ tay lên, đúng không ạ? Nhá. Chúng ta có từ raise này. Raise your hand. Các bạn ghi nhá. Raise your hand có nghĩa là giơ tay lên, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Raise the animals. Tức là nuôi gia súc. Đúng không ạ? Nhá. Rồi, vậy thì câu 8 cuối cùng của chúng ta sẽ cần động từ gì đây? Cần động từ gì nhỉ? Tăng trưởng, tăng đúng không? Vâng. Vậy câu điều của chúng ta sẽ phải là áp lực quá chứ đúng không ạ? Dân số càng ngày càng đông mà tài nguyên thiên nhiên càng ngày càng cạn kiệt đi thì cho nên rõ ràng phải là gì? Vâng, sẽ tăng lên. Áp lực đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ tăng lên khi chúng ta phải đối mặt với sự bùng nổ dân số. Ok. Rồi, cô mời chúng mình làm cho cô hai câu số 9 nhé. Her first novel has been acclaimed as a masterpiece. Vâng, masterpiece có nghĩa là kiệt tác các bạn ạ. Vâng. Cái câu này có nghĩa là gì ạ? Vâng, cái cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô ấy đã gì đấy được công nhận trên toàn cầu, đúng không ạ? Là một kiệt tác, masterpiece. Ok. Rồi, vậy chúng ta sẽ cần một loại từ gì các bạn? Một loại từ gì đây? Các bạn nhìn cho cô này. Has been là động từ to be đúng không? Sau động từ to be là gì các bạn nhỉ? Là tính từ. Là tính từ có đúng không? Sau to be nhá, đây nhá. Sau to be là tính từ. Mình tính từ. Nhưng tính từ của chúng ta ở đây là như thế nào? Các bạn nhìn cho cô này, ở đây chúng ta có từ acclaim, nó là một phân từ hai. Đúng không? Thế thì cái gì đứng trước phân từ hai tạo thành tính từ ạ? Chúng ta cần một thì một trạng từ. Trạng từ cộng phân từ hai thì tạo thành một tính. Tính từ đó là nguyên tắc môn thuở rồi, rất là nhiều lần trong các bài của chúng ta. Và nhiệm vụ chúng ta là đi tìm thẳng trạng từ là xong. Đúng không? Đây này chúng ta có thằng phân từ hai là acclaim rồi nhá. Đúng không? Vậy cần trạng từ đi. Vâng. Trạng từ của nó sẽ là internationally. Vâng. Câu này của chúng ta sẽ là đi ạ. International tức là mang tính làm sao? Tức là nó phát triển ra toàn cầu rồi, trên quốc tế rồi, đúng không? Rồi. Cô mời chúng mình làm cho cô hai câu số 10 nhé. Our school has managed to collect a lot of books to the children in a village school
Vâng, trường của chúng tôi đã làm sao ạ? Đã cố gắng để làm sao sưu tập được rất nhiều cuốn sách để làm gì đấy với bọn trẻ ở trong trường làng. Để làm gì các bạn? Làm gì nhỉ? Sách thì đối với các trường làng thì thế nào các bạn? Và chúng mình nghĩ giúp qua nhá. Publish, xuất bản. Distribute, phân phát. Employ, thuê, mướn, người làm. Depart, khởi hành. Ok, vậy thì câu này của chúng ta sẽ phải là gì? À, hơn nữa lại có giới từ gì đây? To. Đáp án của chúng ta sẽ phải là be by nhé. Mời be. Các ghi trước vào chỗ này. Distribute to. Hai chấm. Phân phát. Các ghi đã. Distribute to. Hai chấm. Phân phát. Cấu trúc phải ghi vào đấy nhá. Không là không nhớ đâu. Đấy. Học tiếng Anh phải rất rất nhiều cấu trúc. Nhiều vô cùng cấu trúc các bạn ạ. Mà không học, không biết thì sao mà nhớ được. Không biết được phiếu không nhớ đâu ạ. Nhá. Rồi. Sang câu số 11 cho cô nào. People are not aware the problems of overpopulation. Vâng ạ, mọi người không nhận thức được cái vấn đề của sự đông dân cư quá rồi. Overpopulation, đúng không ạ? Vâng, vậy câu 11 của chúng ta sẽ phải là aware, đi với giới từ gì các bạn nhỉ? Of, nhá. Vậy 11 sẽ là gì? Be boy nhé. Done. Câu 12 cho qua nào. Scientists say that the main reason of population explosion is an increase in birth rates. Vâng, các nhà khoa học nói rằng cái nguyên nhân chính cho sự bùng nổ dân số đó chính là sự gia tăng tỷ lệ sinh. Reason có nghĩa là nguyên nhân. Mà nguyên nhân cho một cái gì đấy, các bạn luôn luôn dùng giới từ for cho câu hỏi đây nhé. Vâng, vậy 12 của chúng ta sẽ là C. Chúng mình chuyển sang câu số 13 cho cô nhé. The second solution is to provide safe birth control method. Vâng, cái gì ạ? Solution, đọc là ơ cho qua nhá. Thế là ơ ạ, không phải là again, không phải ơ ạ. Từ này rất nhiều người đọc sai. Again please. Solution. Solution. Giải pháp cho gì đó giới từ to. Solution to something. Nào có thể ghi vở cho qua cấu trúc ạ. Cấu trúc rất là hay, nên biết ạ. Nghĩa là solution to the problem, đúng không ạ? Giải pháp cho cái gì đó nhá. Nào, giải pháp thứ hai để mang lại cái gì đó đó chính là mang lại cái phương pháp giảm tỷ lệ sinh. Làm sao? Đắt hay không đắt các bạn? Đắt hay không đắt ạ? Vâng, đương nhiên là phải là không đắt rồi chứ, đúng không ạ? Đắt thì còn nói làm gì nữa. Vâng, vậy chúng ta sẽ cần một tính từ có nghĩa là không đắt ở đây, có đúng không ạ? Và tính từ của chúng ta sẽ là inexpensive. Vâng, 13 sẽ là B-boy nhá. Nào, cô sẽ giải thích chúng mình là tại sao chúng mình cần phải tính từ đây mà không phải trạng từ này. Các nhìn cho qua này. Ở đây chúng ta có từ dấu phẩy đây là một nhá. Có từ safe là hai đây nhá. Safe là loại từ gì? Tính từ. Đúng không? Thế mà birth control method là một cụm danh từ. Có đúng không ạ? Về mặt ngữ pháp thì trước danh từ hay trước cụm danh từ chúng ta cần một tính từ. Đúng không ạ? Vâng. Và sau chúng mình dịch thế là xong. Và tính từ của chúng ta sẽ là inexpensive, tức là không đắt. Ok. Cô mời chúng mình sang câu số 14 nhé. Some scientists say that there are enough resources to 8 billion people. Nhớ cho qua này, 8 tỷ người hay là 8 tỷ tỷ người đấy, nhiều không thế. Không bao giờ có S ở đây. Nhớ chưa ạ? Nhưng nếu như các bạn đọc cho qua là billions of thì người ta dịch là hàng tỷ. Đấy chưa? Ví dụ billions of people, hàng tỷ người thì có S ở đây. Nhưng đây là 8 tỷ người thì không có S. Phần này cẩn thận đấy nhá, phần này rất nhiều người nhầm đấy ạ. Nào, qua dịch có này như sau. Một vài nhà khoa học đã nói rằng có đủ nguồn để cung cấp cho 8 tỷ người. Ok. Vậy câu 14 của chúng ta sẽ phải là gì? Từ cung cấp. Cung cấp là từ nào ạ? Deduct, support. Vâng, 14 sẽ là deduct, support. Mọi người nghĩ giúp cô nhé. Provide là cung cấp. Nhưng trong trường này là hỗ trợ chứ đừng gì là cung cấp ở đây. Mà ví dụ thế này có dùng provide này. Ví dụ như là mình đi làm mà lương rất là thấp và mình cần sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện chẳng hạn, thì lúc đấy người ta sẽ provide mình, có hiểu không ạ? Đấy, trường hợp này dùng từ provide nhá. Còn đây là chỉ là hỗ trợ thôi, support, có nghĩa là đủ nguồn tài nguyên thiên nhiên để làm sao hỗ trợ cho 8.000 người, là cái nguồn tài nguyên đủ. Ok, hơn 8 tỷ người không biết thế nào nhỉ. Ok rồi, distribute, phân phát biết rồi đúng không? Raise cũng nói rồi. Rồi tiếp tục sang câu số 15 cho cô nào.
15 nào. The flood has receded. People can move back into their homes. Vâng, recede có nghĩa là gì ạ? Hạ xuống. Khi mà lũ lụt hạ xuống thì mọi người có thể quay trở lại nhà của họ. Còn chưa lụt thì chưa hết lụt thì ở đấy. Đúng không? Rồi. Vậy câu 15 của chúng ta dịch là khi mà. Chúng ta cần một từ nối ở đây phải không các bạn? Con nhìn giúp cô nhá. Ở đây chúng ta có từ now that. Người ta dịch là khi mà. Due to, do. Although, mặc dù. So that, để. Vâng. Vậy câu 15 của chúng ta phải là khi mà. Có đúng không? Vâng. Vậy đương nhiên 15 của chúng ta sẽ phải là A nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 16 nhé. If the level of VAT is this year, small businesses will be affected. Vâng. Nếu như cái lượng VAT làm sao đấy vào năm nay thì những doanh nghiệp nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Vâng. Nếu như VAT làm sao? VAT tức là gì? Thuế giá trị gia tăng các bạn ạ. Tức là ngoài việc ví dụ thế này gọi là thuế gia tăng này, ví dụ như là các bạn mua một sản phẩm là 2 triệu chẳng hạn thì đóng 10% thuế giá trị gia tăng là thêm 200.000 nữa. Thế ra cái sản phẩm này nó phải trị giá 2 triệu 2. Thì đấy người ta là thuế giá trị gia tăng. Phải thêm, đúng không ạ? Rồi, thế thì chỗ này chúng ta sẽ cần một cái từ là nếu thuế giá trị gia tăng mà tăng lên. Có đúng không ạ? Vâng. Vậy chúng ta sẽ cần gì đấy ạ? Vâng, sẽ là gì các bạn? Thì các doanh nghiệp nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Nào, thế thì trong cái câu này thì các bạn phân biệt hai từ như sau. Đó là từ rise và từ raise. Nhá. Rồi, rise có nghĩa là tăng lên. Quá khứ là gì ạ? Rose. Phân từ hai của nó là risen. Được chưa? Raised, thế nên là A nhá. Raised. Vâng. Được chưa? Và phân từ hai của nó là gì? Raised. À, quá khứ. Vâng. Phân từ hai cũng như vậy. Được chưa ạ? Vâng. Vậy chúng ta cần là VAT tăng lên. Đúng không? Vậy câu 16 của chúng ta sẽ phải là be boy các bạn nhá. Không chưa ạ? Rồi. Đấy, chúng mình phân biệt nhé. Cái này cô dạy nhiều lần lắm rồi mà. Đấy, rất kỹ. Cái này lớp 12 lại gặp lại rất nhiều đấy. Cứ yên tâm học tốt từ bây giờ đi. Lớp 12 nhớ rồi. Nhá, đằng nào phải học. Con nhớ chưa các bạn? Cô vẫn nhắc như lại gì ạ? Lớp 10, 1, 12 là giống nhau hoàn toàn luôn. Cho nên các bạn, khi mà đã có, các bạn đang học với cô Hoa ở trong cái khóa học này rồi, các bạn hãy học một cách rất cẩn thận ạ, để chúng ta không phải học lại những kiến thức này ở lớp 12 nữa. Vì cô khẳng định với chúng mình là 1000% là sau khi mà đến lớp 12 các bạn lại học lại những cái này. Không chắc không học lại suốt đời, mệt vất vả vô cùng. Để thời gian đó luyện nói, học nghe sẽ tốt hơn rất là nhiều nhá. Rồi, câu 17 nào. The world population is to be over 7 billion by 2010. Vâng, dân số thế giới là gì đấy? Hơn 7 tỷ người đến năm 2020. Bây giờ dân số 2020 là 7,6 tỷ người rồi các bạn ạ. Nào, 7,6 tỷ rất là đông phải không? Vâng, vậy chúng ta sẽ dùng từ nào đấy ạ? Vâng, làm sao sẽ gì? Vâng, dân số thế giới đã được dự tính là hơn 7 tỷ người đến năm 2020. Vâng, vậy chúng ta sẽ dùng từ dự tính là từ nào? Tức là người ta nghĩ là nó sẽ như vậy ạ, mong đợi như vậy ạ. Ok. Không phải mong đợi, trong trường này không phải gì là mong đợi được mà là nghĩ là sẽ như vậy. Dựa trên tình huống của họ. Anh ý giúp qua nhá. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ phải là C. Vâng, 17 sẽ là C ạ. Expected. Vâng. Nha. Claim có nghĩa là giải thích. Blame, đổ lỗi. Reach, đạt tới. Được chưa ạ? Rồi, câu số 18 các bạn nhé. Đấy, một bài thôi mà chúng ta có rất nhiều cấu trúc chúng ta cần phải nhớ, đúng không các bạn? Rồi. Millions of women want to limit the size of their families. They know of to step away to have fewer children. Câu này qua dịch như sau ạ. Vâng. Hàng triệu phụ nữ muốn giảm cái tỷ lệ sinh trong gia đình. Họ biết, nhưng mà họ lại không biết cách để làm sao có ít con hơn. Vậy thì chúng ta thấy là hai cái vế đề ngữ hoàn toàn ngược nhau. Muốn thế nọ nhưng lại không biết làm thế kia, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dùng từ nối nào các bạn nhỉ? Chúng ta dùng liên từ nào? À, đương nhiên là gì? D, although, mặc dù. Ok. Đây là câu mà dùng trong mối quan hệ, có mối quan hệ tương phản đấy, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ despite, cũng là mặc dù. Nhưng bạn nhớ cho Khoa là sau despite phải là một cụm danh từ. Thế còn đây của chúng ta đây là một mệnh đề cơ mà. Millions of women wants to là mệnh đề. Đúng không ạ? Ok. Rồi, sang câu số 19 nhé.
most of fresh water is at the north and south poles. Câu này có dịch như sau ạ? Vâng, hầu như tất cả nước sạch ở gì đấy? Ở phía gì ạ? À, Bắc và Nam Cực. Vâng ạ. Đều bị làm sao? Ở Nam Cực thì làm sao các bạn? Bị đóng băng rồi đúng không ạ? Vâng, vậy chúng ta cần động từ đóng băng ở đây. Thì đương nhiên sẽ phải là be frozen, bị đóng băng. À, công chúa băng đấy, frozen princess đúng không? À, khi mà mình phải trẻ con. Ok, be. Ở đây chúng ta từ boil it, à, luộc, luộc lên. Flow là chảy. Nhá. Rồi, cô 20 nào. China is one of the most populated areas in the world. Vâng ạ. Câu này có nghĩa là gì? À, Trung Quốc là một trong số những cái nước mà có mật độ dân cư đông nhất ở trên thế giới. Vâng. Vậy thì các bạn ơi, đây là một cái chuyên đề về collocation. Chúng ta muốn là mật độ dân cư mà đông đúc, ta sẽ dùng cho câu là C. Densely populated areas. Nhá. Yeah. Ok. Thế còn mật độ dân cư mà thưa thớt thì bạn dùng cho qua từ sparsely populated. Được chưa? Đây tính từ nhá. Sparsely populated areas là mật độ dân cư thừa thớt. Được chưa? Wow, rồi ôi rất nhiều cú giúp chúng ta nhá. Và nhiệm vụ chúng ta là học thôi nhá. Rồi vậy là chúng ta đã học được 20 câu trong về phần chuyên đề từ vựng của Unit 7. Và cô rất là mong là sau buổi học ngày hôm nay, sau video này, con sẽ được nhớ được những từ vựng và cấu trúc. À, chúng ta lặp đi lặp lại. Thì chúng ta sẽ có một cái kiến thức rất là tốt về những cái cấu trúc và từ vựng trong tiếng Anh. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Goodbye for now and have a good day. Bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.